Dạ, xin chào các anh chị em yêu Hoa Lan ha. Hôm nay Lâm có mấy chậu ngọc điểm màu trắng tuyền nha các anh chị. Ngọc điểm Thái, màu trắng tuyền Lâm thuần tại vườn nè. Lâm bỏ vô cái chậu to rất là bự luôn. Cái này khi mà các anh chị mua, Lâm sẽ bóc ra khỏi cái chậu này. Mình còn cái chậu trong thôi. Tại vì cái chậu này là chậu đất nung. Phi này là phi 20 á. Chậu đất nung này khi mà Lâm ship hàng á, thì nó sẽ rất là nặng nên chi phí nó cao. Nên khi các anh chị mình mua hàng á, Lâm sẽ bóc ra khỏi cái chậu này và Lâm để cái chậu ở trong thôi. Và anh chị mình có thể bỏ cái chậu to hơn, hoặc là các anh chị mình mang về ghép lũa rất là đẹp. Cái loại này màu trắng tuyền rất đẹp luôn. Lá mít xếp nè các anh chị ha. Đó. 5 cặp lá nè. 4 cặp lá với lại một cái lá trên nữa nè ha. Là 4 cặp rưỡi các anh chị. Mình coi cái bảng lá ha. Đây là cái bàn tay của Lâm nha. Đó, 4 ngón tay nè ha. Đó, bảng lá mít rất là to. Bên đây cũng vậy luôn. Rễ rất là khỏe. Lâm bón bằng phân hữu cơ không à, nên nó không có bị sốc thuốc hay là bất cứ vấn đề gì hết á. Tại vì nó giống như là ở trong rừng mình nuôi, nó nuôi tự nhiên ở trong rừng. Từ gỗ mục này kia nè các chị ha. Đó, lá xếp mít rất là đẹp luôn. Đó, cây thứ hai, cây thứ ba mình còn khủng nữa nè. Cái bảng lá nè các anh chị. Cái này Lâm quên báo giá cho các anh chị ha. Cái này là 180k một cây, màu trắng tuyền luôn. 180k một cây như thế này. Cái chậu này lá sọc sọc rất là đẹp ha. Có lá rất là đẹp. Đó, các anh chị ha. Màu trắng tuyền 180k một chậu. 4 cặp lá rưỡi không nè, 5 cặp luôn nè. Rất là đẹp các anh chị. Này, bảng lá mít nè ha. Khi nào các anh chị mua Lâm sẽ bóc ra. Lâm lấy cái này ra cái nó đi rễ theo luôn. Về mình ghép vô rất là nhanh. Và đảm bảo cây không bị mất sức. Đây là hàng Lâm thuần này. Rất là đẹp ha. Lâm còn nữa nha các anh chị nào có mua thì cứ báo Lâm. Cái này Lâm quay điển hình cho mình coi trước 8 chậu thôi ha. Mấy chậu kia nó cũng giống như vậy luôn. Lâm đang treo. Cái này Lâm quay trước 8 chậu. Các anh chị nào có mua thì Lâm sẽ gửi hình thêm để mình chọn lựa ha. Cái này là 8 chậu. Mình Lâm xếp từ một cặp nha các anh chị. Mình chơi một cặp cho nó đẹp. Khi nào các anh chị mua Lâm sẽ bóc ra ha. Bóc ra còn cái chậu nhỏ ở trong rất là ok. Đó, rễ nó ra nè. Wow, cây quá đẹp luôn ha. Cây này cũng đẹp nữa. Hầu như vườn Lâm cây ổn định rồi, cây nó ok, mình thuần chuẩn hết rồi. Lâm sẽ xuất hàng cho các anh chị. Các anh chị nào có mua hàng thì cứ liên hệ mình comment hoặc là liên hệ Zalo, là số Zalo của Lâm là 0968 813 282. Còn điện thoại thì các anh chị có thể nhắn tin hoặc điện thoại trực tiếp qua số 0968 813 282 hoặc là 0978 813 282. Các anh chị ha. Lâm xin nhắc lại số điện thoại của Lâm là 0968 813 282. Số đó Zalo luôn. Và số thứ hai là 0978 813 282. Và chậu của mình ở đây là 180k một chậu, màu trắng tuyền nha các anh chị. Rồi, các anh chị nào mua thì có thể liên hệ với Lâm ha. Cảm ơn các anh chị đã xem clip. Chúc các anh chị một ngày tốt lành.